bạn ha. Mình sẽ giải quyết cái phần gọi là phần viết cho mấy bạn trước. Cái này là mình về nhà mình làm rồi. Phần viết các bạn làm chưa? Dạ rồi ạ. Ok, sắp xếp rồi. Rồi, lớp buổi sáng. Lớp buổi sáng hôm nay của cô, các bạn tương tác rất tốt. Buổi sáng rút kinh nghiệm được. Buổi sáng lần trước, ngày đầu tiên học không có tham gia gọi là làm bài, nhưng hôm nay lớp buổi sáng rất nhiều bạn tham gia ha. Thì lớp buổi chiều cũng vậy. Đừng cho nè, cô nhắc lại nha, cơ hội học là của mình. Mình chủ động được hôm nào, còn bạn ngồi im đợi bạn nha. Bạn ngồi im, bạn thiệt ráng chịu. Rồi, thấy được phần gọi là câu 36 đến câu 40 chưa? Các bạn gọi là chú ý phần đó cho cô nha. Rồi, chờ cô một chút đây để cô click cho mấy bạn lớp khác vô thêm phần buổi sáng. Rồi, suy nghĩ coi mình sẽ làm câu nào ha các bạn ha, mình sẽ chọn câu nào để mình làm. Rồi, để chúc mừng cô chị cho em. Rồi, câu 36 ai làm nè? 36 ai làm? Cô ơi, cái slide cô đang chiếu nó là cái phần viết của bài 2 á cô. Bài 2 hả? Dạ. Bài 2 hả? Ờ, xin lỗi. Ờ. Đây mới đúng. Được không? Rồi, những bạn nào mà các bạn mình chưa có vô được á, em báo với bạn mình á là tham gia cái link lớp buổi sáng nha. Có một đứa. Có Bình Thư hả? Alo. Rồi, một Bình Thư một lớp luôn. Rồi, bây giờ đang gọi là sửa phần bài tập nha Thư. Hồi nãy giờ. Rồi, nhìn thấy chưa? Rồi, mấy bạn. Gọi là để cô xóa bớt cái phần này để cô gọi là nói cho nó rõ một chút. Rồi, bây giờ bài tập phần 36 nè. Bài 36. Câu 36 ai làm cho cô nè? Em dạ. Làm cho cô. Tên nha. Bạn ví dụ như bạn muốn làm, bạn nói cô ơi em là cái gì, Thư là Minh Thư làm nha cô, Nhã Phương làm nha cô, hoặc là Yến Ngân làm nha cô, Ngọc Châu làm nha cô. Ok, Ngọc Châu là Nhã Phương. Câu 36 là sang tên lý y cơ nhàn bao dĩa mế dậu. Ok, có nghĩa là bên trong cửa hàng một chút bánh mì cũng không có. Ok, em dùng cái kết cấu y chấm lượng từ cộng gọi là danh từ rồi cộng chữ dẹ được cho nào, rồi cộng mỹ dụ ha các bạn ha. Rồi bây giờ 37 dạ, như cô. ai làm dạ, như cô ơi. Xuân Hương. Ok, Xuân Hương nói lớn lên cô mới nghe. Xuân Hương dạ. Quả hải mỹ sản hậu chư sẩn mơ. Quả hải mỹ sản hậu chư sẩn mơ. Rồi, câu này có điểm ngữ pháp nào mà gọi là cần lưu ý trong cái bài số 1 này vậy Hương? Dạ, cô là bổ ngữ chỉ kết quả ạ. À, bổ ngữ chỉ kết quả nào? Mỹ sản hậu. Mỹ sản hậu, hải mỹ sản hậu. Được chưa nào? Ok, rồi. Tiếp tục, câu 38 ai làm được nè? Câu 38. Nhã Phương cô. Ok, Nhã Phương. Câu này, 今年一点,
1.2学豆梅校 à, 1点 nha, không có 1点 nha Phương nha, 1点 1点 đẩy cái lưỡi vô, không có ở nha, không có chữ ở xuất hiện trong cái cụm từ của em nha. Nào đọc lại là 1点 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 được chưa nào, nè chính miễn 1点 雪 này là tuyết nha các bạn nha, 雪 được chưa nào, 豆梅下 à các bạn ha, 豆梅下 năm nay một chút tuyết được chưa nào, đều chưa có rơi được không nè, xa này là rơi được chưa, rồi mình có từ xa xa dự thì đây mình sẽ có xa xuệ được không, rồi câu 39 à, làm dạ, Hồng Nhung. Hồng Nhung ok, mời Hồng Nhung. Hôm nay sáng sớm tôi một cà phê cà phê dạ mỹ hương. Ờ dạ mỹ hương dịch sao nè Hồng Nhung. Dạ thưa cô là hôm nay buổi sáng tôi một ly cà phê cũng không uống ạ. Ok, đúng rồi. Tiếp tục. Câu 40. Kim Chi. Kim Chi, ơi, mời Kim Chi. Rồi, mời Kim Chi trước nè. Linh Chi là cô. À, Linh Chi, ok, Linh Chi. Dạ. À, 40 là Nị sĩ hào sĩ của lắm à. Nị sĩ hào sĩ của lắm à. Nào, vậy sao cho bạn nghe đi Linh Chi. Dạ. Bạn rửa trái cây xong chưa? Bạn rửa trái cây xong chưa? Ok, nhớ cho cô nha. Tất cả các câu này đều là câu gọi là đầy đủ, câu đúng rồi. Bạn ráp xong rồi bạn phải nhớ dấu câu nè. Thấy không nè? Và cái câu cuối cùng này là câu gì? Câu hỏi thì phải để dấu hỏi vô nha các bạn nha. Để chấm hỏi vô. Để gọi là nếu như mà bạn sắp xếp thành câu mà bạn không có dấu câu thì nó cũng không có đạt được điểm tối đa à, các bạn ha. Các bạn muốn lấy được 12 điểm thì các bạn nhớ cho cô khi viết xong một câu phải có dấu câu được chưa nè. Đây là cái lỗi sai mà các bạn thường gặp luôn cho bên tiếng Anh lẫn tiếng Trung luôn, chứ không phải gọi là học tiếng Việt luôn cũng vậy. Bạn viết câu mà bạn không có dấu câu là dễ bị trừ điểm lắm được chưa nè. Rồi bây giờ các bạn của mình ấy đã sắp xếp được rất là ổn những cái đoạn này được chưa nào, thì đây sau mỗi bài á thì nó sẽ có những cái phần sắp xếp á, nó sẽ liên quan đến cái điểm ngữ pháp mà các bạn đều được học đúng không, rất là dễ hình dung. Nhưng mà gọi là ra thi thật sự thì sao, năm câu này nó có đơn giản như vậy không? Không, năm câu này nó sẽ là năm điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Trung và của liên quan đến HSK3 được không nè. Thì mình học thì mình phải nhớ những cái điểm ngữ pháp đó thì hình bạn mới hình dung ra được. Rồi bây giờ bạn để cho cô, bạn để cho cô nha. Bây giờ cô sẽ, bạn có đáp án chính xác rồi, bây giờ cô sẽ gọi là đưa ra những cách mà các bạn đi thi mà các bạn phải cần lưu ý để các bạn gọi là trong cái tích tắc các bạn phải biết lựa chọn cái kết quả của mình, chứ không phải ngồi suy nghĩ quá lâu, bởi vì nó đã là câu đúng rồi em, nó là câu đúng rồi. Rồi hồi nãy mình học ấy, mình làm bài ấy, thì các bạn mình đều dùng công thức là y chấm 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 dẹ hoặc là tô, rồi cộng chữ bù hoặc là chữ mẩy, rồi đằng sau bạn cộng động từ hoặc cộng tính từ tùy theo cái câu được chưa nào. Mình có khoảng 3 câu liên quan đến cái công thức đó và 2 câu liên quan đến bộ ngữ chỉ trích kết quả được không nào. Rồi bây giờ câu đầu tiên nè. Rồi câu đầu tiên, nếu như bạn không có cái bạn mà không ở nhà tự ôn ấy, các bạn sẽ có xu hướng gọi là làm theo bản năng, có nghĩa là bạn học được cái gì thì bạn nhớ cái đó thôi, chứ bạn không có biết gọi là dùng những cách dùng khác. Rồi đây, những bạn học làm đúng công thức nhưng câu này không được gọi là câu đúng trong tiếng Châu, trong cái bài này ha. Rồi bạn nhớ cho cô nè, ngày trước cô dặn bạn được chưa nè, hễ bạn gặp từ dầu hoặc từ mỹ dầu thì đằng sau dầu với mỹ dầu là gì, là danh từ, nhớ không? Được chưa nè, thì ở đây bạn thấy đằng sau từ mỹ dầu này nè, bạn có thể gắn được với chữ nào? Cái này là làm nhát nha. Đây là mình đưa vô một cái ốc phân tích nha. Mình đang phân tích nha em nha. Men bao. Đúng rồi. Sau mẩy dầu để men bao được. Không có bánh mì. Hợp lý. Được chưa nào? Rồi. Tiếp tục. Mình coi cái nào gắn được với cái nào. Mình suy nghĩ trong một cái thời gian rất ngắn là mình phải biết phân biệt ha. Rồi mình có từ equal. Rồi bạn nhớ đến công thức mà cô đã nói với các bạn đó là số từ cộng lượng từ cộng danh từ, nhớ không? Đó thì có số từ chưa, một này, có lượng từ chưa, cô này rồi ha. Bây giờ cái danh từ nó có thể gắn ở đằng sau từ cô này là gì, men bao. Men bao có nghĩa là bạn xét đến rất nhiều trường hợp được chưa nào. Rồi bây giờ chữ dẹ,
cái chữ dè nó sẽ đứng ở đâu ha các bạn ha. Chữ dè này á, bạn nhớ cho cô ngày trước mình học á, mình chữ dè này cũng giống như chữ tô ấy mấy bạn. Chữ dè với chữ tô ấy, nó có khả năng đứng đằng trước động từ hoặc đứng đằng trước tính từ, được không nào? Ví dụ anh đi tôi cũng đi, được không nào? Rồi anh mệt tôi cũng mệt, hình dung được không nào? Rồi chúng tôi đều mệt, bạn thấy không? Nó đều hoặc chúng tôi đều đi, kiểu vậy, có nghĩa là nó đều có khả năng đứng trước động từ hoặc danh từ. Vậy bạn thấy chữ dè ở đây nào, có khả năng đứng trước cái nào? Động từ trong câu à, đúng rồi, chữ dè này có khả năng đứng trước từ mấy dụng, được không nào? Rồi bây giờ cô sẽ cho các bạn quả táo nữa ơi. Quả táo gì? Cái gì vậy? Quả táo gì đâu? À, bạn nào đang mở mic vui lòng tắt giùm cô với để tránh ồn nha. Rồi. Rồi bây giờ cô sẽ cho các bạn coi một cái trình, một cái gọi là phần phân tích khác về mặt ngữ pháp nha các bạn ha. Chờ cô một chút. Có nhiều bạn bị văng ra khỏi cuộc họp rồi, có vô lại được chưa vậy trời ơi? Chờ một chút nha, để cô gửi cho bên Minh Thư nữa. Mình nó một trang bên đây nè. Minh Thư có nhìn được không Minh Thư? Dạ chưa thấy cô. Rồi có thêm quyền trang vô nữa. Định được chưa? Các bạn nhìn được chưa? Rồi ngữ pháp, ngữ pháp. Ok, rồi. Đây. Sắp xếp câu bài 1, các bạn nghe cô giải thích xong rồi các bạn gọi là chụp lại, ghi chú lại, được chưa nào? Đây là cái cơ hội để cô ôn kiến thức cũ cho mấy bạn học. Sắp xếp câu là phải nắm rõ ngữ pháp, và chiến lược của cô là phải lấy được điểm phần này tối đa, nó mới gỡ lại được cái phần nghe phần đọc. Ai mà gọi là giỏi phần này cố gắng tập trung vô, bởi vì sao? Câu đúng hết trơn rồi, chỉ cần nhớ ngữ pháp ráp vô thôi em. Mà ngữ pháp tại là ngữ pháp đơn giản thôi, không có ngữ pháp phức tạp nha. Rồi bây giờ mình học nè, được chưa nào? Câu 36 của mình nó đang ở đây nè hai bạn ha. Rồi bây giờ bạn nhớ lại cho cô câu mà có chủ ngữ, được chưa nào? Cộng động từ thì đằng sau động từ phải mang tân ngữ, xuất hiện trạng ngữ thì trạng ngữ nó phải đứng ở chỗ này, nhớ chưa? Được chưa? Cái này nhắc đi nhắc lại cho mấy bạn. Mà những bạn nào đến bây giờ mà vẫn không nắm được cái này thì đừng học tiếng Trung nữa, tại vì sao? Cơ bản mà bạn không nắm được thì bạn sẽ xếp câu không được đâu, được không nào? Rồi tiếp tục, bây giờ nếu mà là câu vị ngữ tính từ, đây câu vị ngữ tính từ thì muốn xuất hiện tính từ trong câu phải có phó từ, được chưa nào? Và trạng ngữ nó cũng sẽ xuất hiện chỗ này luôn, được chưa nào? Ví dụ như tôi ở nhà ăn cơm một cái, tôi hôm nay rất mệt, được không nào? Đó, đây là những cái câu đơn giản mà mình có thể lấy ví dụ để mình hiểu được cái trạng ngữ xuất hiện như thế nào. Rồi nhắc lại cho các bạn, dè với tâu nó có thể đứng đặt trước động từ hoặc tính từ, được chưa? Nhớ lại cho cô nha, cũng với đều, được chưa nào? Rồi tiếp tục, công thức cô mới ghi cho bạn hồi nãy, số từ cộng lượng từ cộng danh từ, nhớ cho cô, lúc này nó chưa thành câu mà nó là cụm danh từ lên nha bạn nha, được chưa nào? Đây là những kiến thức cơ bản nhất mà 2.1, 2.2 cô thường xuyên nhắc cho bạn. Rồi tiếp tục ý, hồi nãy cái từ dầu với từ mỹ dầu cô cũng nhắc lại cho bạn, nhưng bây giờ từ dầu và từ mỹ dầu này nó xuất hiện ở một cái công thức khác nữa của tiếng Trung hai bạn ha. Hôm bữa tới giờ mình học bài số 1 ấy, bạn sẽ thấy là nếu như đằng sau từ bạn học bổ ngữ kết quả, nhớ bổ ngữ kết quả không? Đồng bổ ngữ kết quả thì nó sẽ không dùng chữ pu, nhớ không nè? Phủ định của bổ ngữ kết quả thì nó không dùng từ pu. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này hình thức phủ định trong câu ấy là câu này nó không mang động từ chính là từ dộ, mà động từ chính của nó là một cái động từ nào đó cộng bổ ngữ kết quả. Mà muốn phủ định được gọi là bổ ngữ kết quả thì bạn phải dùng từ mấy đứng đằng trước động từ chính. Mở lại bài cũ lên coi, không nhắc lại hai bạn ha. Thì ở đây cái công thức đầu tiên, nếu như trong câu dồ hoặc mấy dồ là động từ chính trong câu thì đằng sau nó phải mang danh từ, được chưa nè?
Còn nếu như mà bạn thấy ở đằng sau một cái động từ máy dầu hoặc từ dầu mà nó không có mang danh từ mà nó mang một cái hình thức nào khác, động từ hoặc là mang tính từ gì đó, thì bạn phải chú ý câu này sẽ rơi vào những câu dạng đặc biệt và có những hình thức gọi là diễn đạt khác, chứ không còn đơn giản là dầu hoặc máy dầu làm động từ trong câu nữa. Được chưa nè? Mai mốt bạn học đến câu gọi là so sánh, bạn sẽ thấy nó xuất hiện từ máy dầu này một lần nữa, hai bạn ha, và nó bắt đầu gọi là thành những câu đặc biệt khác trong tiếng Trung, chứ nó không còn dừng lại ở gọi là động từ bình thường nữa, nhớ nha. Được chưa? Rồi thì bây giờ cái câu của mấy bạn mà những bạn mà sắp xếp mà gọi là không có được học cái công thức y chấm 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 về rồi tô hoặc là bu hoặc mẩy, thì các bạn sẽ có khả năng các bạn ráp gì nè. Bạn ráp sang tiên lị là ở trong cửa hàng, được chưa nè. Rồi bạn cho câu này là câu khuyết chủ ngữ, sang tiên lị có khả năng là trạng ngữ chỉ nơi chốn, nhưng bạn nhớ cho cô nè, danh từ chỉ nơi chốn cũng có khả năng làm chủ ngữ trong câu luôn, được chưa nè. Danh từ chỉ nơi chốn, đây cái này cũng có thể làm chủ ngữ trong câu luôn. Rồi bạn thấy chữ về này bạn cũng xếp đằng trước chữ máy dầu, đúng luôn, đúng luôn. Về có thể đứng trước động từ không? Được. Động từ gì? Dầu. Phủ định của từ dầu là gì? Mảy dầu. Đúng không nè? Rồi. Đằng sau từ dầu bạn thêm danh từ. Đây. Danh từ. Được chưa nè? Đây danh từ đây. Y cơ men bao. Hình như là vấn đề chưa? Nhưng trong cái câu mà người ta cho các bạn, đây mới là câu chính thức. Còn đây là đáp án người ta sẽ không công nhận. À bạn ha. Cô nhắc lại, phần sắp xếp câu không bao giờ có hai đáp án. Không bao giờ có hai đáp án. Cô nhắc luôn để các bạn, có nhiều bạn gọi là em làm đáp án này được không cô, em làm đáp án kia không? Không. Được chưa nào? Chỉ có duy nhất một điểm ngữ pháp đó, và em phải ấn định cái điểm ngữ pháp em được học vô cái câu sắp xếp đó. Em không được lựa chọn hai ba điểm cái đáp án khác. Được chưa nào? Cho nên trong đầu của em phải nhớ rõ công thức ngữ pháp. Đây công thức ngữ pháp là những cái này nè em. Nó giúp cho em xác định được tối đa gọi là những cái thành phần câu rời rạc nó đứng ở đâu đúng hay trong câu. Hai bạn ha, câu này em dịch làm sao? Câu này là nghĩa không có sai nha. Câu này sẽ là ở trong cửa hàng cũng không có một cái bánh mì. Được chưa nè, ở trong cửa hàng cũng không có một cái bánh mì. Thì ở đây câu này không phải là câu nhấn mạnh. Được chưa nè, câu này không phải là kết cấu em học. Và câu này cũng không, nếu em làm em có thể đúng về mặt ngữ pháp nhưng sắp xếp của em sai rồi. Được chưa nè, người ta không chấm điểm cho em, người ta sẽ chấm cộng những bạn nào làm câu bên dưới nè. Được chưa nè, thì ở đây bạn sẽ thấy người ta sẽ mang y cơ men vào làm chủ ngữ trong câu. Và các bạn ha, người ta hướng đến, rồi người ta có thể đẩy cái trạng ngữ chỉ nơi chốn lên đằng trước làm danh từ cũng được, làm danh từ, cái này danh từ chỉ nơi chốn không có trạng ngữ cũng được. Rồi cái này là danh từ tiếp theo, được chưa nè. Rồi hoặc là bạn có thể dịch nguyên cái này nè, cụm này nè là cụm danh từ làm chủ ngữ luôn cũng được. Một cái bánh mì của ở trong cửa hàng đó, kiểu vậy đó, được chưa nè. Rồi ở đây nó sẽ nhấn mạnh gì? Khi bạn bước vô cửa hàng, rồi bạn muốn mua cái gì? Một cái bánh mì cũng không có, có nghĩa là trong cửa hàng không còn gì để mua hết á. Được không nào, không còn gì để mua, thì cái việc mà bạn dùng cái kết cấu này nó mang cái hình thức là nhấn mạnh cái đối tượng. Cho nên nhấn mạnh cái đối tượng như thế nào đó thì ở đây mới được coi là câu lựa chọn. Và bạn đang có cái công thức đây: y cộng lượng từ cộng danh từ cộng dè cộng mẩy cộng dầu, thấy không nè. Và những cái câu tiếp theo ở bên dưới, được chưa nè, nó cũng căn cứ theo cái này. Và có cái câu gọi là không có lượng từ cộng danh từ thì nó sẽ có chữ y tiện, nhớ không nè, chữ y tiện. Cái gì mà không đếm, ví dụ như tuyết thì làm sao bạn đếm được, thì những cái đó sẽ là một chút tuyết, hình như không đâu, một năm, một chút tuyết, một chút nè, y tiện tuyết cũng không có, cũng chưa có rơi, thì lúc này cái chữ dầu này nó chuyển thành cái từ xa nha các bạn ha. Đó, nhớ cho cô. Rồi ra bạn nhớ cho cô cái này nè, được chưa nè. Câu này là câu chưa có chủ ngữ, nếu như có chủ ngữ thì nó đứng đằng trước, được chưa nào ha. Bạn nhìn cho cô cái câu mà gọi là cô không có mở cái file bài tập ra, em tự nhìn nha. Câu số 39, em nhìn câu 39 cho cô. Em có file ở bên cạnh em chưa? Em nhìn, tại vì nếu mà phát ra phát vô thì nó sẽ rất là khó nhìn cho em. Rồi câu 39 em sẽ thấy có từ wǒ, được chưa nào, có chiên thia xa ủ. Thì bạn sẽ phải nhớ cho cô, câu nào bạn cũng phải kiếm chủ ngữ trước hết á. Được chưa nào, chủ ngữ là gì? Wǒ. Có chuyện ngữ chỉ thời gian không? Có nè, chiên thia xa ủ nè, lập tức để vô. Rồi tiếp tục công thức, tôi
Hôm nay buổi chiều một ly cà phê cũng chưa uống hoặc là cũng không uống. Kịp chưa? Vấn đề nó nằm ở chỗ là các bạn phải nhớ là cái công thức cơ bản nó nằm là chủ ngữ câu là phải có chủ ngữ. Câu có trạng ngữ không? Rồi, câu này có mang cái kết cấu ngữ pháp gọi là nhấn mạnh hoặc đặc biệt nào không? Thì các bạn phải mới gọi là xác định nó, được chưa nào? Chứ nếu như bạn cái câu 39 mà bạn nói là tôi hôm nay buổi chiều cũng không uống một ly cà phê, câu này không đúng nha em nha, không đúng với những cái mình đang học. Được chưa nào? Mặc dù cái câu này của bạn xét về mặt ngữ pháp là không có sai, không hề sai, nhưng cái mà người ta hướng các bạn đến, các bạn không có đạt được cái trình độ đó, cho nên là cũng không phải là HSK3. Cho nên là người ta sẽ không chấm cái câu đó của bạn. Và hầu như tất cả các, nếu như sau này các bạn giải đề á, các bạn giải đề bạn sẽ thấy đáp án đưa ra cho các bạn chỉ có một câu duy nhất thôi, không có cái câu thứ hai. Được chưa nào? Rồi, có rất nhiều bạn hỏi cô là ủa sao kỳ vậy cô, em làm đúng ngữ pháp mà, em đúng ngữ pháp mà, em đâu có bị sai chỗ nào đâu. Được chưa nào? Rồi, cô thì có thể, nếu như mà thi bình thường thì em làm sao cũng được hết, nhưng mà ở đây là quốc tế, nó đang quy em vô những công thức, những cái ngữ pháp chính của HSK3 của em có biết không, chứ không phải là em là một đứa gọi là tay ngang bình thường muốn làm sao cũng được em ha. Cho nên là em phải nhớ cho cô là khi mà mình đi thi là mình phải nhanh chóng xác định được cái kết cấu ngữ pháp mình được học, được không nào? Rồi, ví dụ như câu số 37 và câu 40 là câu liên quan đến gọi là bộ ngữ kết quả, được chưa nào? Em nhớ bộ ngữ kết quả. Rồi, bộ ngữ kết quả thì ở đây người ta sẽ đưa em cái phần gọi là câu 37 là cái mà công thức phủ định, chính xác không nào? Phủ định vậy em có chủ ngữ không? Có chủ ngữ nè, đúng không nào? Rồi, em có hình thức phụ, em có hình thức gọi là bộ ngữ kết quả là gì? Họ, chữ họ này nó gắn đằng sau chữ sẵn luôn, đúng không nào? Rồi, quờ sẵn họ, bây giờ chữ hải mỹ nó đứng đằng đâu? Nó đứng ở đằng trước chữ sẵn rồi, được chưa nào? Hải mỹ sẵn họ, tôi chưa có nghĩ ra, được chưa nào? Ra ăn cái gì? Hình dung được không nào? Đó là những câu mà gọi là rất là đơn giản, mình dựa theo công thức ngữ pháp là mình ráp được liền ha bạn ha. Rồi, hoặc câu 40, bạn thấy chủ ngữ có không? Kiếm chủ ngữ liền cho cô đi. Chủ ngữ là gì? Nị. Nhớ không nào? Chủ ngữ là nị. Bạn có nhìn được cái bản, cái file PDF của mấy bạn không vậy? Cô nói các bạn có nghe được không vậy? Dạ có. Cho nên cô mới kêu các bạn là photo ra nhìn cho nó dễ, bởi vì trên máy cô thao tác gọi là một lúc cả hai lớp á thì nó rất là cực hai bạn ha. Đó, cô đang dừng lại cái phần ngữ pháp để cho các bạn dễ ghi chép, được không nào? Đó, rồi tiếp tục cái phần gọi là câu 40 thì bạn sẽ thấy nè, chủ ngữ bạn tìm là nị, được chưa nào? Rồi bây giờ bạn thấy chữ nị này nó có thể gắn với lại động từ không? Động từ đâu? Động từ xị, được chưa nào? Đằng trước từ nghĩa là từ xị đó, xị là rửa, rửa cái gì? Rửa trái cây, ok, rửa trái cây, ní xị sủy cổ, được không nào? Nhưng mà bây giờ nó còn có từ hò nữa, thì từ hò nó gắn ở đâu? Được chưa nào? Lập tức gắn đằng ngay sau gọi là động từ chính trong câu luôn, trước từ ngữ, sau động từ, được chưa nào? Rồi, lơ, mà, rồi chưa, hình dung được không nào? Ní xị hò sủy cổ lơ mà, cho chấm hỏi, ngay công thức của cho các bạn công thức nghi vấn số 2. Đúng không nè, đúng không? Đó, thì các bạn nhớ cho cô, HSK3 nó chỉ quy định những điểm ngữ pháp cơ bản, cơ bản, chứ nó không có đào sâu vô, được chưa nè? Cái nào cần đào sâu là cô đào sâu, còn cái nào không cần đào sâu là bạn cứ học như vậy là đủ à các bạn ha. Còn điểm gọi là bổ ngữ kết quả lần trước cô bổ sung cho các bạn để giúp cho các bạn gì sau này tiếp cận với đọc hiểu, được chưa nào? Có rất nhiều hình thức gọi là bổ ngữ kết quả chứ không phải là đơn giản như ở trong bài của mình không, thì cái nào cần thiết là cô đưa ngay vào cho các bạn đó, được chưa nào? Nhớ càng nhiều càng tốt các bạn ha, nhưng mà nhớ càng nhiều thì cũng phải nhớ đến công thức cơ bản, được chưa nào? Bây giờ trong đầu á mà không có gọi là hình dung ra bổ ngữ kết quả nó công thức gọi là khẳng định, phủ định, nghi vấn là như thế nào, phải dở lại bài tập coi nha, bây giờ là bài học coi ha. Rồi, tiếp tục. Rồi, ở đây cô sẽ bổ sung cho các bạn thêm một số cái từ mà trong bài nó có. Bây giờ nói trước để chút nữa các bạn gọi là không có bị lộng cộng. Rồi, bây giờ bạn sẽ có cái từ pỉa tơ. Hồi đó cô dạy các bạn chữ pỉa tơ này học rồi, trong bài 13 hình như có. Được chưa nào? Rồi, từ pỉa tơ này mà đứng một mình thì nó dịch là cái khác. Được chưa nào? Rồi, từ pỉa tơ này nè mà cộng với danh từ thì cái này dịch lại gì?
Gần dịch là danh từ trước, xong gần dịch chỉ chữ khác. Hai bạn ha, ví dụ, vỉa từ rảnh, bạn dịch là gì? Người khác. Vỉa từ sẽ sau, trường khác. Vỉa từ ti phân, ti phân, từ này là từ mới của HSK3. Học, nhớ vô cho cô, ti phân, địa phương, nơi, chỗ, được cho nà. Rồi, học chỗ khác, nơi khác, địa phương khác. Hình như là vấn đề chưa? Rồi, bây giờ từ vỉa này không có đi với từ to nha. Từ vỉa này không có đi với từ to và từ vỉa này không cộng danh từ. Thì bạn sẽ hình dung cho cô, từ vỉa này nó còn tương đương nghĩa với từ bủ dao. Bủ dao này ngoài cái nghĩa là gọi là không muốn, không cần, thì bạn còn một nghĩa nữa gọi là đừng nha các bạn nha, đừng nha các bạn ha. Rồi, để khuyên ai đó đừng làm cái gì đó, được cho nào, bạn có hai cách, được cho nào. Một, vỉa cộng động từ. Hai, bủ dao cộng động từ. Được chưa nào? Rồi ở đây, đi bỉa chui, anh đừng đi. Được chưa nào? Hoặc đi bủ giao chui, anh đừng đi. Cái nào cũng được hết. Hai bạn ha. Hoặc đi bỉa khu, em đừng khóc. Em đừng khóc, từ khóc. Hoặc đi bủ giao khu, được chưa nào? Em đừng khóc, cách diễn đạt khác. Đây, bự lên cái từ khu cho mấy bạn nhìn. Thấy từ khu chưa? Được không nào, khu là khóc nha mấy bạn nha. Đây, cách dễ nhớ cho từ khu này, nạp thêm một từ mới cho các bạn nữa nè. Rồi, khóc, một nói chuyện một cái miệng, khóc lớn như bằng hai cái miệng luôn. Thấy hai cái miệng chưa? Được chưa nào? Rồi, bạn khóc là bạn sẽ có âm thanh lớn hơn là nói, cho nên chữ ta xuất hiện. Thấy chưa nè? Rồi, cho nào, khóc có nước mắt không? Đây, dấu chấm đại diện cho nước mắt của em á. Hai bạn ha, hoặc khu là hai cái miệng này nó cũng thể hiện là con mắt của em, được chưa nào? À, đó thì em cái câu cái chữ này bạn cũng có thể tưởng tượng để bạn nhớ được ha các bạn ha. Giống như bây giờ cô nhắc đến từ sao và từ xa thì trong đầu của bạn là bạn hình dung nó viết làm sao rồi, trên dưới viết làm sao rồi, hoặc là cô đã từng dạy bạn cái từ lỗ, nhớ không nè? Thì trong đầu một số bạn ở trong đầu đã nhớ được cái từ đó thông qua cái cách dạy của cô ở trên lớp rồi. Tức là mình nhớ rất lẹ ha các bạn ha. Có những từ rất khó mà mình nhớ rất lẹ thì như vậy á, khả năng phân biệt từ của mình mới cao ở trong tiếng Trung được. Đó là những cái là việc phần trong quá trình các bạn học các bạn tích lũy được, và cô giúp các bạn tích lũy. Thì đây, một lần nữa cô giúp cho các bạn nhớ được cái từ khu này. Như trước cô cũng được học như vậy thì cô cũng dạy lại cho các bạn như vậy, rồi sau này các bạn muốn dạy lại cho sinh viên hoặc là đàn em của bạn cũng được luôn, được chưa nào? Khóc thì có hai cái miệng luôn, được chưa nào? Và khóc thì rất là to, to và khóc thì có nước mắt. Thấy kịp không? Đó. Đó là cái từ mà cô muốn gọi là nạp thêm cho các bạn nha các bạn ha. Thì nhớ nha, chút nữa sẽ có từ khu này xuất hiện ở từ vỉa này xuất hiện, mà từ vỉa này là cộng đồng từ. Rồi, cái lúc nào bạn dùng từ bủ dao mà bạn dịch là đừng. Cái câu nào mà bạn thấy là khuyên người khác á, được chưa nào? Chủ ngữ không phải là quở. Được chưa nào? Ví dụ như quở bủ dao chi thì nó lại là tôi không muốn đi. Được chưa nào? Quờ bú giao chi, tôi không muốn đi. Nhưng mình kêu người ta đi bú giao chi có nghĩa là em hoặc là anh đừng có đi, kiểu vậy. Hình dung được vấn đề không? Tùy theo ngữ cảnh mà bạn dịch cho nó đúng nha. Rồi. Rồi bây giờ mình tiếp tục cho cô phần tiếp theo của mấy bạn. Phần tiếp theo của mấy bạn sẽ là cái phần gọi là đục lỗ ha các bạn ha. Rồi, phần này nè. Phần này là về nhà tự làm cho con. 41 cho đến 45 về nhà tự học bài bằng cách tự nhớ lại những cái từ đó viết như thế nào. Bộ 5 câu này bạn viết được bao nhiêu từ? Được chưa nào? Bạn quên bao nhiêu từ thì bạn lấy ra. Cô ví dụ như bạn nào mà chưa viết được từ baby này là về phải coi lại bài cũ của mình. Đúng không nào? Rồi, từ chomo này có không? Có. Từ kênh này là từ nào? Từ kênh này là đi với từ y chỉ, được chưa nào? Rồi tiếp tục từ ban này nè, từ ban này là cái từ khó nhớ ha, rồi mình phải học như thế nào, mình phải nhớ như thế nào đó để mình hình dung ra nó. Trong bài có không, có từ mới đó, được chưa nào? Rồi phần này là phần cô giúp cho các bạn, hôm nay mình làm trước cái phần này, nó không xuất hiện trong bài thi của em, nhưng xin lỗi chờ cô một chút để cô chuyển cho mấy bạn ở bên lớp kia. Minh Thư với Quyền Trang thấy chưa? Alo.
À, ok rồi, bây giờ ai làm được gọi là 46 đến 50, từng câu một dịch cho cô được chưa nào? Rồi là bạn điền, bạn dịch cho cô xong rồi cô sẽ hướng dẫn cho bạn. Rồi sau này nha, sau này khi bạn học xong 20 bài này rồi thì mình sẽ phải có thống kê lại một lần nữa được hôm nay, chứ bạn không có nhớ được đâu, được chưa nào? Chứ học học đây là cách mà bạn để phân biệt được hai chữ, nhưng mà bạn phải có một cái bài gọi là để thống kê lại nữa. Thì cô đã làm công tác này cho mấy bạn rồi, nhưng mà phải đợi bạn có vốn từ đầy đủ rồi cô mới làm được cho bạn ha. À, rồi có 46 ai làm được nè? Dạ Gia Bảo. Dạ, okay. Gia Bảo, ok, mời Gia Bảo. Có em, những bạn nào mà chưa có làm á, chưa có làm những câu đỏ ở trên á thì cố gắng làm ở dưới, được chưa nào? Những bạn nào làm rồi thì để cho bạn mình ưu tiên được không? Ok nào. Đúng Gia Bảo, em đọc một câu nữa cô. Được, ok. Không, em cho mấy bạn mình biết là em điền cái ô chấm thứ nhất là gì, ô chấm thứ hai là gì, sau đó em dịch thôi. Yeah. Được không? Dạ. Yeah. Ô chấm đầu tiên em điền cân và ô thứ hai em điền hình. Ok, từ cân là từ này nè bạn, từ hình là từ này. Rồi, Gia Bảo dịch đi. Cơ là tiểu cư, à, tiểu lệ. Nói, tiểu lệ. Tiểu lệ nói cô ta muốn... cô ta muốn với tôi cùng nhau đi ra nước đi ngoài du lịch, à, đi du lịch nước ngoài như là cái địa phương khác, à, cùng nhau bên ngoài. Cùng nhau đi du lịch ở địa phương khác, tôi rất là tôi rất vui. À, tôi rất là vui. Ok, tôi rất là vui, chính xác. Bạn, từ kênh này nó đi với từ ichi, được chưa nè? Từ kênh này, từ hình này nó đi đằng trước cái tính từ kaoshi, được không nè? Rồi, nhắc lại cho bạn nè, từ kênh với từ hình phân biệt sao? Trong lớp dạy rồi, nhớ không nè? Rồi, bộ này đằng trước từ từ này sẽ là từ kênh, sẽ là bộ gì? Bộ túc. Bộ túc hai bạn ha. Bạn nào mà học á không nhớ thì bạn phải photo sách ra, bạn khoanh ngay cái chỗ này, chỉ mũi tên lên, dịch là bộ túc liên quan đến cái chân, kịp chưa? Những cái này nè, nó giúp cho bạn nè, thứ nhất nó giúp cho các bạn làm tốt cái bài đọc hiểu điền từ. Thứ hai, đây từ kênh này bạn sẽ hình dung nên câu 44 nè. Thấy câu 44 chưa? Từ kênh này người ta cho bạn nhỉ, bạn làm sao để có thể biết được, viết đúng được cho nè, viết đúng được cái từ đó mà khi người ta không có cho dữ liệu gì hết đó, thì bạn phải biết đi tìm, được chưa nào? Bạn đi tìm cái từ nào mà bạn gọi là cảm thấy gọi là bạn đã được học qua và được giải thích qua, được chưa nào? Rồi thì bạn phải nhớ cho cô từ kênh với từ hình ấy, nó phải phân biệt như thế nào? Nó phân biệt bằng bộ túc, được không? Đó, bộ túc. À, mình nhớ từ hình thì mình chắc chắn là từ hình này dịch từ rớt rồi, thì mình thay cái bộ xích ở đằng trước thay bằng cái bộ túc ở đằng sau đó, thì bạn mới phân biệt được hai chữ, nhớ nha. Đó, rồi tiếp tục 47 nè. 47 nè. Dạ Bảo Hoàng. Dạ. Bảo Hòa, ok, mời Bảo Hòa. Cô là từ đầu tiên là từ chủ mùa. Chủ mùa, ok. Từ thứ hai là thống sửa. Thống sửa, ok, rồi mời Bảo Hòa dịch. Cô là cuối tuần này một vài người bạn bạn học cùng lớp của tôi muốn đi tới nhà của thầy giáo. À, ok, rồi, Bảo Hòa điền đúng rồi ha. Từ châu mùa, từ châu mùa là từ này nè các bạn. Từ thổng sể là từ này. Được chưa nào? Bạn thấy ở trong nó đều có, bên ngoài nó giống nhau, nhưng mà ở bên trong cái chữ thổng với từ châu nè, thấy chưa nè? Một bên là một cái gạch ngang, mà ở một bên á, là nó có cái bộ thổ, à, các bạn ha. Đó. Rồi, dịch vậy mới đúng là Bảo Hòa. Châu mùa cuối tuần này. 我们几个同学, có nghĩa là chúng tôi, mấy người bạn học, mình dịch là cho đúng nè, mấy người bạn học chúng tôi, có nghĩa là có mình không? Có mình luôn, được chưa nè? Chứ không phải bạn dịch là mấy người bạn học không, có nghĩa là không tính mình. Ở đây mình nói là chúng tôi, mấy người bạn học, có nghĩa là bạn và cùng với một đám bạn nào đó, được chưa nè? Muốn đi đến nhà của thầy giáo hoặc cô giáo, được chưa? Rồi, 48 nè. Thanh Tuyền coi. Ok, mời Thanh Tuyền. Từ đầu tiên là em chọn từ chẩn, okay. Từ thứ hai là tai. Tai, ok. Nào, Thanh Tuyền dịch đi. Đồ của cửa hàng này vô cùng rẻ. Ngày mai này nha, không có này nha, Tuyền. Không có này nha, hay bị lộn lắm đó. Này hay kia? Kia. Kia, đúng rồi, đồ của cửa hàng kia vô cùng rẻ. Ngày mai tôi dẫn bạn đi xem một chút.
Đúng rồi. Nè, cái đồ của cửa hàng kia nha, tiền nha mấy bạn ơi. Rồi, vô cùng rẻ. Phi thẳng kẹn kì, được chưa nè. Ngày mai tôi dẫn bạn đi xem một chút, hợp lý. Nào, câu 49 nào, ai làm được? Dạ Lộc cô ơi. Ơi, mời Lộc. Dạ, chúng tôi được em điền là y trữ. Y trữ, đúng rồi. Dạ, cái thứ hai là trên. Ok, nào, mời Lộc dịch nè. Dạ, trước cơ xin chi của y trữ mà là tuần này tôi bận xuyên xuống. Trên đây là thật là mệt quá đi. Thật là mệt quá đi, ok. Rồi, chỉnh là chút xíu cho cái phần dịch của Lộc thôi, được chưa nè. Rồi, trơ cơ xin chi là cái tuần này, được chưa nè. Cái tuần này tôi liên tục bận, đừng dịch là bận liên tục. Tại vì nếu bạn có thói quen dịch là bận liên tục thì bạn sẽ để cái từ bận này đằng trước từ y chữ mà bạn quên mất. Cái từ y chữ này nó là một dạng của gọi là gì ta, phó từ hay em ha, y chữ mở liên tục bận, được chưa nè. Trên lay bạn dịch đúng rồi ha, thiệt là mệt quá đi, được chưa, thật là mệt á. Cũng được, được chưa nè. Rồi bây giờ cô phân biệt cho bạn từ trên với lại từ chữ nè, được chưa nè. Bạn thấy nó giống nhau dễ sợ không các bạn? Này cô kéo nó lên, bạn thấy không? Bạn thấy ở phía trên nó đều là một nét ngang, sau đó một nét phẩy, phẩy nha mấy bạn nha. Nét thứ hai là nét phẩy nha. Sổ, ngang, sổ. Ở trong mấy nét ngang các bạn ơi? Nè, 1, 2, 3. Được chưa nào? Và đóng lại bằng một nét ngang. Thì cái từ trên này với từ chữ này phân biệt sao? Từ trên, được chưa nào? Từ trên trước. Trên, trên này sẽ dịch trong từ. Bạn nghe phim trên ta mà. Thiệt không? Thật không? Được chưa nào? Trên này còn nghĩa là thật, là thiệt. Là chữ chân ấy, chân trong từ chân thật đấy em, được chưa, là chân thành ấy. Thì bạn nhớ cho cô đọc từ trên ấy, nó giống như từ thì chân đây, chân thì mà nó có cái chân lối. Được đó nha. Đây chữ này hai cái chân của nó, còn cái này nó không có cái chân, được chưa nè. Liên tục bận y trữ mãn có nghĩa là bạn gọi là không có dừng lại được luôn, bận hoài liên tục, đi xuyên suốt em ha. Thì giống như bạn gọi là trữ, được chưa nè. Nó giống như chữ chuột vậy đó, được không nào. Nó hình dung là bạn nó rất là nhanh, cho nên là muốn nhanh là cong cái chân lên mất hai cái chân đi chuột thôi. Thì cái này bạn sẽ thấy từ trên với lại từ chữ này, được chưa nào. Từ này đã xuất hiện một lần khi ra thi nha, từ này nè em, từ y chữ này nè, nó xuất hiện một lần, được chưa nào. Thì để phân biệt được hai cái từ này em phải nhớ cho cô, được chưa nào. Rồi tiếp tục. Tiểu Phương ơi, thôi Tiểu Phương, mời Tiểu Phương. Rồi dạ. Từ đầu tiên em điền là chủa. Chủa, đúng rồi. Từ thứ hai là chua. Ok. Chua. Dịch đi em. Dịch. Dịch luôn hả cô? Không, dịch đi em. Dạ là bài tập hôm qua không nhiều một chút nào. Không được dịch dạy Phương ơi, không được dịch dạy. Bài tập của hôm qua. Bài tập của hôm qua. Dạ. Không nhiều một chút nào. Không nhiều. Đừng dịch không nhiều chỗ này chứ Phương ơi, mình đang học công thức nào. Bài tập của hôm qua em điền đúng rồi nè, một chút cũng không nhiều. Hình dung được không Phương? Em đừng dịch khóc nhiều một chút nào là em sẽ bỏ chữ cũng đi mất tiêu rồi. Đúng không? Được chưa nè. Rồi quay lại nè. Mình chưa quen cho nên có nhiều bạn trong lớp của mình có khả năng dịch tốt, nhưng cũng có một số bạn gọi là có khả năng dịch học. Cô không nói Tiểu Phương nha. Có một số bạn dịch bay lắm. Có nghĩa là câu cú của bạn màu sắc lắm. Nhưng mà nhìn nè em, khi em dịch màu sắc, em phải có một cái dữ liệu cơ bản, em mới dịch thoát được. Thì như là cô dặn hoài, không biết bạn học lý thuyết dạng sao. Chứ nếu như mà một bản dịch mà bạn không được gọi là có câu dịch cơ bản, rồi bạn mới chuốt mà bạn nhào vô bạn dịch câu bóng bảy liền là có khả năng bạn dịch sai rất cao. Thì như là bạn có khả năng bạn không đảm bảo được nội dung chính của bản dịch. Cho nên sau này hay là gọi là dịch thuật, liên quan đến dịch thuật, bạn phải nhớ cho cô là khi bạn nhận một bản dịch, bạn phải dịch nội dung sát nghĩa trước, rồi sau đó bạn căn cứ theo gọi là văn của quốc tế, văn của cái quốc gia đó, được chưa nào, mà bạn gọi là chuốt lại cho nó dễ nghe.
được chưa nào? Nhưng mà hồi nãy cô dặn các bạn là khi các bạn dịch giống như Lộc á, mẹ hồi nãy bạn dịch câu 49 nè, cô không cho bạn dịch từ mẫn trước, hình dung được không? Là bạn phải dịch là tôi liên tục bận hả bạn ha. Vậy cái nào gọi là cái nào gọi là bạn mong muốn nhấn mạnh đây, liên tục bận, hình dung được không nè? Rồi vậy bài tập của hôm qua một chút cũng không nhiều, được chưa nào? Một chút cũng không nhiều. Vậy bạn hình dung coi người ta đang muốn nhấn mạnh cái gì? Nhấn mạnh bài cái tập. Bài tập được chưa nào? Một chút cũng không nhiều có nghĩa là sao? Nó rất là ít, được không nào? Nhưng mà cái cách nói của người Trung Quốc là bạn phải dùng là y tiền và buổi tuần mới đúng, chứ bạn không được nói là không nhiều một chút nào. Trung Quốc nó không nói kiểu này, được chưa nào? Nếu bạn dịch không nhiều một chút nào, khi bạn dịch bằng tiếng Việt như vậy mà chuyển sang tiếng Trung là có khả năng bạn dịch sai cái ngữ pháp trong tiếng Trung rồi. Được chưa nào? Bú tôi thì là sai rồi, không nhiều một chút nào, hiểu không Phương? Phương ơi, dạ vẫn hiểu không? Đó đó, tức là cô dặn các bạn gọi là khi dịch, được chưa nào? Không biết tiếng Anh thì như thế nào, nhưng trong tiếng Trung có khả năng dịch gọi là dịch đối xứng, nếu như mà phải đảm bảo gọi là đúng công thức ngữ pháp là bạn cứ dịch tới thôi. Còn nếu mà dịch ngược nè, dịch ngược đây nè, cái cụm này nè, là bạn không được dịch từ trước ra làm sao rồi nha, mà bạn dịch cái từ xua dê này trước, đúng không nè? Bởi vì nó là trung tâm ngữ mà, được chưa nào? Bài tập của ngày hôm qua thấy kịp không, được chưa nào? Thì cái nào mà liên quan đến thời gian thì em nhớ cho cô, nó sẽ có bộ nhật từ sổ nè, cô dặn rồi, được chưa nào? Còn từ xua dê là bài tập là do ai làm, do người làm, bộ nhân đứng xuất hiện, thấy kịp không em? Đó, để phân biệt từ cho em, hai em ha. Đó. Phần này là gửi về nhà các bạn chủ động làm cho cô, để gọi là sau này mình có thể tự ôn tập ở nhà được. Mình nhìn vô hai cái từ đứng gần với nhau, viết rất giống nhau như vậy, mình phân biệt nó, kịp vấn đề chưa? Bằng những cái mà cô đã giải thích nãy giờ, bạn ghi chép lại cho nó rõ ràng để bạn nhớ nó nhiều hơn, hai bạn ha. Tại vì bây giờ nó cho bạn khuyết một trong hai chỗ này, bạn phải hình dung ra bạn điền cái từ nào cho nó đúng chứ, đúng không? Rồi. Bây giờ mình đã hoàn tất xong cái phần gọi là phần viết, bây giờ mình sẽ nghe, hôm nay mình sẽ nghe ha mấy bạn ha. Rồi, có một số bạn đã nhận được file nghe của cô mà bạn gọi là bạn tải về được, nhưng mà cũng có một số bạn không tải về được ha các bạn ha. Rồi, bạn không tải về được thì cô cũng đang tìm cách giúp mấy bạn để bạn gọi là có thể gọi là nghe được cái file nghe, nhưng mà bây giờ coi như chưa nghe lần nào đi hai bạn ha, chưa nghe được cái gì hết. Bây giờ cô cho các bạn nghe, những bạn nào mà đã nghe rồi mà đã có đáp án rồi thì các bạn gọi là hình dung là coi chút nữa đáp án của cô có giống như đáp án của mấy bạn hay là không, để cho nào, và bạn nghe được từ khóa là gì thì bạn giúp các bạn của mình, hoặc là bạn nào mới tin á mà bạn nghe được cái từ khóa được cho nào thì bạn báo cho cô biết là bạn nghe được từ đó rồi hai bạn ha. Để bạn cái phần này nè, không nhất thiết bạn nghe hết người ta nói cái gì đâu nha, bạn chỉ cần nghe được từ khóa là bạn đánh được ABCD rồi đó. Rồi hôm nào thử coi, phần này rất dễ và là dễ nhất trong phần nghe, cho nên là cố gắng nha. Rồi mẹo nè, ra thi nhìn vô cái vô cái ví dụ đáp án là D chứ nha, gạch liền cái hình D này đi, nhớ nha. Bao giờ bạn cũng phải nhìn vô ví dụ coi nó đáp án là gì, gạch ngay cái đó đi, để chi để không có nhìn bị lẫn lộn, và bạn còn 5 hình cho 5 câu bên dưới, ok. Rồi bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe nha, các bạn thử coi gọi là hình 1 2 3 4, câu 1 2 4 nói với hình nào ha. Rồi. Chờ cô một chút. Ừ. 周末你有什么打算?
Lesson 1. What's your plan for the weekend? 一, 听力. 1. Listening. 第一部分. Part 1. 第一到五题，听对话，选择与对话内容一致的图片。Questions 1 to 5. Choose the right picture for each dialogue you hear. 例如 Example. 喂，请问张经理在吗？他正在开会，您半个小时以后再打，好吗？一，你怎么又不高兴了？你工作一直忙，一次电影都没跟我一起看过。一，你怎么又不高兴了？你工作一直忙，一次电影都没跟我一起看过。九点。几点而。二。喂，您好，请问是搬家公司吗？我们要搬家。请问您打算什么时候搬？二。喂，您好，请问是搬家公司吗？我们要搬家。请问您打算什么时候搬？三。爸妈，今天我给你们做晚饭，你们打算吃什么？真的呀，那我们吃点牛肉吧。三。爸妈，今天我给你们做晚饭，你们打算吃什么？真的呀，那我们吃点牛肉吧。四。今天的面包真便宜。是啊，那我们多买几个吧。四。今天的面包。我们怎么回家呀？别着急，车上有电子地图。五。这是哪儿啊？你开错了吧？我们怎么回家呀？